Tối hôm qua ai quýnh con chó nha, nhà mình muốn chết con chó luôn. Sáu giờ 40 nó đi về mà không để ý, nó muốn chết luôn con chó thiệt. Cái tình đi qua nhà hàng xóm hay nhà ai sao mà cắn nó tan nát, chó hàng xóm cắn hay là ai quýnh nó mà nó đi không nổi luôn, nằm một ngày trời luôn. Tội nghiệp con chó. Đây camera ghi lại cảnh là nó đi về đây, nó về hồi sáng mà mình không để ý nó đi hướng này về. Nó đi như chết rồi mà không để ý luôn. Đây đây, chết rồi, chết chết. Đây nó đi từ hướng ở dưới lên. Tu lại. Đây nè. Còn nó đi từ đâu? Còn nó đi từ hướng nào? Cửa ra sáng mở cửa rồi mà không để ý. Chiều về nó nằm y như chết rồi. Đây, nó đi từ hướng này từ lúc 38 rồi. 38 là nó về, 38 nó về 7 phút rồi. Nó yếu từ sáng rồi, chiều về mới kêu nó vô không nổi luôn, kêu vô cho nó ăn. Sáu giờ 42 chồng đi làm không để ý đây là lúc nó về nè. Hình ảnh đầu tiên nó về từ hướng này đi lên. Hay là xe mang nó không biết. Xe mang hay ai đánh hay là mấy con chó hàng xóm cắn nó. Trời ơi, mang cái bịch đùi gà về cho nó mà nhìn xót ơi là xót con chó. Đây chuẩn bị nó về. Đây này, này trời ơi. Vậy là nó ở trong trong đây, nó đi ra trong rừng cao su nó đi ra chứ không phải ngoài đường. Trong rừng cao su đi ra là có khả năng là đây. Buổi sáng là nó đã yếu rồi. Coi nè. Cúp đuôi à. Cúp đuôi nè. Có hai con chó này nữa. Ba con. Mà ba con đó là đệ tử con này mà, ba con đó là cùng phe với con này mà nó đâu có cắn con này. Ba con chó mới chạy ra là cùng phe đó mà sao mà nó mới tối hôm qua nó còn ăn ăn uống phủ phê nhảy nhót sủa nè, sáng sớm ra y như là cục bún rồi. Nó ở trong rừng Locoso đi ra là khả năng là bị xe là ít hơn. Này là ai phang nó rồi, ai phang nó rồi, nó đi rất là yếu luôn. Thiệt tình giờ nằm một đống à, nguyên một ngày không ăn uống nữa. Sáng tôi nhìn
tua nhanh đó nha, nó đi vậy nó tua nhanh đó. Đi ra ngoài giường nó nằm, nằm tới 10 giờ 40, 10 giờ 40 nó mới vô, 10 giờ 40 nè. Sáu là nó vô rồi kiếm chỗ nằm lên đó, tội nghiệp con chó. Nó nằm tới 47 nó đi ra ngoài giường tiếp, nằm bất động luôn nguyên một ngày. Bạn nó tới chơi nó cũng nằm im luôn. Khi là sung lắm, ai tới là sủa, là chạy sủa cắn nhau sung lắm. Đây nằm im re luôn rồi, bị ai quất rồi. Quất một cây. Chiều, chiều tới tối về 6 giờ mấy giờ kêu nó vô ăn, 6 giờ mấy kêu nó vô ăn. Đây 6 giờ mấy kêu nó vô, nó không đi nổi luôn. Đây kêu nó đi không nổi luôn. Dụng hay gì phá vách gì vậy, bị nó quýnh à. Chó này cũng một lần bị bệnh nè, sắp chết, không ăn mấy ngày trời, mua thuốc chích qua khỏi sống được nay cũng 3 năm rồi. Giờ lại bị thêm một trận nữa. Ăn được là mừng. Đợt trước là không ăn luôn, là một chậu chỗ nấu cháo đút tận miệng, banh miệng ra đổ vô, banh miệng đổ vô. Giờ bị nhưng mà còn ăn được là được, còn ăn được còn đi được. Lần trước là nằm chèm bẹp luôn. Xong ngủ mà.
Buổi sáng này bạn bè nó qua quá trời luôn nè, sáng 7 giờ mấy nè. 7 giờ mấy bạn bè nó tới nè. Bạn bè nó vô quá trời luôn nè. Mà nó không thèm lên luôn nè. 7 giờ mấy bạn bè nó đảo chỗ này quá trời luôn nè. Không thèm. Con chó đảo chỗ này, xung quanh chỗ này không lên luôn, bệnh quá mà. Đây bạn của nó à, ba con chó nhà của ông này bạn của nó à. Ngày nào nó cũng đi chơi hết, cho nó đi chơi từ sáng tới chiều. Giờ mấy đứa bạn nó qua kiếm nó à, thì nó không đi nổi luôn à. Gà làm sao nó nằm rồi.